Thì đối với cái bài này chúng ta có cái phần đáy chậu ha, thì cũng giống như là sinh dục nam nó liên quan ha, chúng ta cũng có hai phần là đáy chậu nam và nữ ha. À, thì nó cơ bản là giống nhau, nó có liên quan với hệ sinh dục nên nó cũng có một số chi tiết nhỏ ha, nó hơi khác một chút. Và thì theo cái điều kiện đấy, chúng ta chưa có hoàn toàn ổn định nha. Không biết các bạn ở quê đã vào trong thành phố nhiều chưa, không biết các bạn đã sẵn sàng tập trung vào trường chưa, tại các bạn số lượng đông ha nên nhà trường cũng chưa có dám đây là alo. Ồ, các bạn nghe bị dội tiếng hả? Như bạn nào mở cái gì phải không? Alo, các bạn nghe lại chưa? Rồi, đây là cái phần mục tiêu các bạn ha. Mục tiêu này thì ở trong sách các thầy ghi đơn giản ha. Của bài đáy chậu chúng ta sẽ chỉ trên xác ha, đối với chúng ta xác thì nó không có đâu, chúng ta đang thực hành học theo theo kiểu online ha. Thì các bạn chúng ta mình giới thiệu cho các bạn một số cái hình, nhắc lại các bạn một số cái hình ha, hình ảnh trên Atlas cũng như là hình chụp ha, của cái trên xác đấy, một số cái hình ảnh thôi để các bạn định hình lại ha, chứ còn thực tế thực hành thì nghĩa chúng ta phải đến phòng thực hành ha, rồi cầm những cái mô hình hoặc là những cái chi tiết chính xác xác định thì nó mới mới trực quan ha. Còn này chúng ta tiếp tục ha, tiếp tục học cái này là các bạn thực hành tự thêm nhiều ha. Đó thì đối với cái mục tiêu này, sau cái bài sách thầy ghi có ba mục tiêu thôi. Một là chỉ trực trên xác trên khung chậu ha, vị trí giới hạn phân chia của đáy chậu. Rồi thứ hai là chỉ chính xác các phương tiện thực tập khác, các cái thành phần của đáy chậu ha, trước sau đúng không? Và các cái mục tiêu thứ ba là chỉ chính xác các phương tiện thực tập các mạch máu thần kinh ha. Thì đối với cái bài này chú ý các bạn là chúng ta cái bài đáy chậu này thì nó có liên quan, thứ nhất là liên quan đến các chi tiết rất nhiều hệ sinh dục là một, thì cái đó các bạn học rồi chúng ta có lợi thế ha. Thứ hai là chúng ta phân định nhận theo mình, các bạn xác định được cái giới hạn trước sau hai bên ha, rồi chúng ta xác định được cái khoang đáy chậu nông, đáy chậu sâu, cái giới hạn của nó đấy. Và cái chi tiết ở trong mỗi khoang đáy, của đáy chậu và các cái ta xác định cái hoành chậu hông ha đó, và cái hoành nhậu dục đấy. Thì cái đó các bạn đọc sẽ chúng ta đọc kỹ hơn để phân biệt thôi, chúng ta hay bị nhầm lẫn đúng không đó. Thì cái đáy chậu chúng ta chủ yếu là nó có một số cái cơ ha, cũng một số cái mạc, cái nó phân chia các cái lớp ha đấy. Thì chúng ta sẽ đi vào ha, đi vào cái nội dung. Alo, các bạn nghe rõ chứ hả, nghe về được không? Nghe được thầy. Ok, đây là hình các bạn nhìn cái đáy chậu từ dưới lên ha. Đó, chúng ta xác định cái đáy chậu đó, cái hình tôm màu hồng á, phần màu hồng nó chính là cái phần giới hạn của cái đáy chậu chúng ta ha. À, đây là một cái khoang ha. À, nó được giới hạn cái hình chúng ta tưởng tượng trong cái chậu đấy đúng không? Đấy. Ở phía trước là cái phần là cái diện khớp của hai cái xương khớp mu ha, gọi là khớp mu có cái diện khớp khớp với nhau đúng không? Ở phía sau thì chúng ta sẽ có cái xương cùng ha, xương cùng gắn xương cột với xương cùng ha. À, rồi hai bên là hai cái ụ ngồi của xương chậu. Ở dưới ở phía trước hai bên ấy, thì nó sẽ là phần nối từ cái khớp mô đến cái ụ ngồi, nó chính là cái ngành dưới của xương mô hai bên ha. Rồi phía sau thì là cái hai cái dây chằng cùng ụ ngồi ha. À, đó là cái giới hạn như vậy ha. Thế này lý thuyết các bạn học rồi, chúng ta học lý thuyết rồi đúng không các bạn? Học chưa? Dạ chưa học không thầy. Thế chưa học luôn hả? Trời ơi. Bây giờ nếu mà như vậy sao ta? Các bạn ở nhà có đọc không? Có đọc bài chưa? Ồ, cái này các bạn em bất lợi ha. Đấy, các bạn học lý thuyết trước chứ. Ừ. Thôi thì mình sẽ cứ hướng dẫn cho các bạn ha. Cái này những cái hình này thì mình chỉ cho các bạn cái chi tiết ha. Còn bữa sau đến giờ thầy dạy lý thuyết các bạn sẽ được thầy giảng kỹ hơn nha các bạn, đúng không? Chứ bây giờ mà chúng ta để chờ học lý thuyết rồi học thực hành thì chắc là không có thời gian nữa, chúng ta sẽ bị cháy giờ mất nha.
Đó, thì chúng ta sẽ có cái phân định cái đáy chậu ha, từ hai cái ụ ngồi đó, kẻ một cái đường ngang, một phẳng cắt ngang ha, đứng ngang á, chúng ta có vùng trước của cái này, mặt mặt cắt này thì gọi là đáy chậu trước, và phía sau đáy chậu sau ha. Đó, chúng ta nếu mà phân chia đáy chậu trước sau đơn giản như vậy thôi nha. Rồi chúng ta sẽ như các bạn đã nghe từ đầu ha, chúng ta có cái sự xác định khác giữa giữa nam và nữ ha. Nên cái đáy chậu khi chúng ta cũng khảo sát một số chi tiết ha. Ví dụ đây là cái đáy chậu của nam. Đây các bạn nhìn ha, nó bị đứng các bạn. Đây, ha, đó. Thì đây là vùng đáy chậu, đây các bạn nhìn cái đây khu vực này là cái mô hình người ta mô phỏng cái chân chậu đó các bạn này. Đấy, cái hố chậu như nãy người ta nói ha. Đó. Thì đáy chậu của nam ha. Chỗ này thì đây là vùng chúng ta xác định là đáy chậu trước đấy, đúng không? Ở nam giới chúng ta, này, nó là cái vùng giới hạn này. Ở ngoài cùng sẽ được có các lớp ha, cấu tạo từ ngoài vào ấy. Nhắc lại các bạn, cái này đúng các bạn học lý thuyết đọc sách trước ha, các bạn ráng đọc sách như các bạn đọc trước thì mới đúng ha. Hy vọng mà đúng, chúng ta biết lệnh thì chúng ta sẽ đọc trước rồi, đúng không? Thì các cái lớp cấu tạo từ ngoài vào á, ngoài cùng sẽ là cấu trúc của da ở đáy chậu nam. Rồi cái bộ phận nối tiếp là ở phía trước, nó sẽ là cái phần cơ quan sinh dục nam ở phía trước nữa ha. Rồi tiếp theo là đến cái chi tiết nữa là các đến cái cấu trúc mạc đáy chậu nông ha. Ở đây nó có mỡ các bạn, tổ chức mỡ ha. Đến ra phía trước thì nó liên tiếp với cái phần da của cái cơ cơ bìu ha. Rồi khoang đáy chậu nông. Đấy, thì trong đó có các cái cơ ha, chúng ta tí nó sẽ nói các cơ ngang đáy chậu nông, cơ ngoại hang, cơ hành xốp. Không. Rồi rồi cái hoành mạc hoành nhậu dục dưới. Rồi, nó sẽ là cái phần giới hạn. Rồi, từ đây nó sẽ là phía 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 da, nó sẽ là cái của cái hố chậu nông luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta có cái khoang đáy chậu sâu. Thì trong khoang nó có các cái cơ ha. Và nó có mạc hoành nhậu dục trên là giới hạn trên của nó. Rồi, rồi lên trên nữa thì ở phía sau nó sẽ có cái phần là trung tâm gần đáy chậu, là nơi giao của các cái cơ ha, vùng đáy chậu. Nó nằm giữa cái hậu môn với cái phía trước là cái bộ phận của cái tiết niệu sinh dục các bạn ha. Và cái hoành chậu hông là phía trên ha. Hoành chậu hông các bạn hiểu nó giống như là một cái sàn đấy các bạn ha, nó nằm ở trên ha. Đó thì đó là cái phần đáy chậu nam, ta nhìn từ ngoài vào thì nó sẽ có các lớp cơ bản như vậy ha. Chúng ta sẽ lần lượt đi một số cái hình ảnh để các bạn nhìn cụ thể hơn. Ví dụ như đây, đây là ở mặt cắt đứng dọc mà nó lệch ở phía ngoài, các bạn đang nhìn từ bên trái sang ha. Đó, thì các bạn sẽ thấy các cái lớp mà từ ngoài vào này, da này, mỡ dưới da này ha, đúng không? Đó. Và đến đây là cái phần tô màu đó, là cái phần chúng ta gọi là mạc đáy chậu nông, hiểu không ạ? Chưa, nối tiếp cái này nếu mà chúng ta cắt thẳng nó sẽ sát ở ngoài này ha, do cái này cắt theo cái này nên mình vẽ giới hạn nó bị nấn vào cái phía ngoài ở phần nó cắt, người ta cắt hơi sâu ha, nó xuống đến bìu rồi đó, ở trên này nó sẽ nằm như này đấy. Các bạn tưởng tượng không gian một xíu nhé. Rồi ở phía trên nữa là nó sẽ có cái khoang đáy chậu nông ha, thì cái này khoang đáy chậu nông nó sẽ nằm ở bên trên ha. Và nó bên trên cái mạc đáy chậu nông này, nó sẽ bên trong các bạn nghe ha, nó chứa cái cơ ngang đáy chậu nông, cơ đáy chậu nông cơ hẹp ha. Rồi nó nằm ở phía ngang này, nó nằm ở tính ra nhìn cái hình khác ha. Rồi cơ ngồi hang ha, cơ ngồi hang, cơ hành xốp. Đây là cơ, cái đây là cái gốc của vật vật xốp đây, của nhân vật các bạn ha. Đó thì đó, đây là cái cơ hành xốp, cơ đây là cái vật hang đây, thì nó cái cơ này, cơ cái nhỏ này nó sẽ là cơ của ngoài hang đó, và bên trên này nó là phần đáy chậu ha, cơ ngang đáy chậu nông sâu. Rồi trên này là khoang đáy chậu sâu đây, đây như bạn nghe đó ha. Trên này nó sẽ có gì, nó sẽ có cái phần bên trong đó là cái cơ ngang đáy chậu sâu và cơ thắt niệu đạo ha, nằm bên trên. Đấy. Ở sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái chỗ này. Đây, chỗ này là chỗ của ống hậu môn ha. Thì chỗ này nó sẽ là trung tâm gần đáy chậu. Đây, nơi giao các cái cơ ha, các cơ. Nếu một cái hình ta nhìn ở cái mặt cắt dọc ha, đứng dọc mà nó hơi lệch qua bên trái ha, nó không phải ở giữa nha các bạn. Rồi, đây là một cái hình mà các bạn sẽ quan sát ở mặt cắt đứng ngang. Đó, theo cái hình mà tôi mô phỏng cái này các bạn. Cái ngang như vậy ha. Đó, chúng ta nhìn thì trước tới ha, thì đây là cái đáy chậu của nam, cái này bên trên này nó liên quan đến cái phần mình học rồi này, bàng quang nhiệt liệt ha.
ta đang quan tâm cái này, này dưới này ha. Đó thì theo cái hệ thống cái chi tiết nãy ta nói từ nãy giờ ha, ở ngoài cùng nó sẽ là cái phần của da này bạn, mỡ ha, rồi đến cái mạc đáy chỗ nông ha, mạc đáy chỗ nông đấy, nó sẽ làm như vậy. Rồi tiếp theo nó sẽ lên trên, nó sẽ là cái mạc hoành nhũ dục dưới ha. Và hai bên thì nó sẽ là có cái gì, cái cấu trúc của hai bên thì nó sẽ là cái phần của xương ha, cái ngành dưới của xương mu đấy. Rồi đây nó sẽ là cái khoang đáy chỗ nông này, giới hạn này bạn này. Đây này thì chỗ này nó người ta cắt ở phía trước, nhưng nó là cái nó ngang với vị trí của tuyến tiền liệt đấy, giữa tiết niệu các bạn ha, cái đường niệu đạo đấy bạn thấy không? Đoạn này niệu đạo tiền liệt này, thì đây là cái vị trí nó sẽ tương ứng với khoang đáy chỗ nông. Thì chúng ta thấy là nó ở vị trí này chúng ta có gì, cái cấu trúc ở đây chính là nối tiếp của đường niệu đạo ha, chỗ này chính là cái cấu trúc của dương vật này, đây là vật cái vật thang vật xốp này đúng không, cái cơ ha, cơ gắn liền với cái bên ngoài nó bao nó ha, cơ hành xốp đây, đây là vật xốp, cơ hành xốp ha. Ở hai bên này, hai bên này chính là phần mà kéo dài ra của cái vật thang ha, hai cái vật thang và cái cơ ngoài hang nó bao quanh ha. Đấy, ngoài ra thì ở hai bên này bạn biết nó kéo ngang sang ấy, nó sẽ có cái phần của cái cơ ngang đáy chỗ nông ha. Thì hình này nó cái cơ ngang đáy chỗ nông nó thường mỏng các bạn ha, đây thấy một phần nhỏ thôi, nó không có ở nhiều người thì nó rất ít các bạn, nó không rõ ràng lắm đâu. Thì hình này chúng ta nhìn thấy được một phần thôi, như vậy thôi nha. Còn trên này là cái khoang đáy chiều sâu ha, chúng ta nói thì như sau đó. Còn chúng ta nhìn từ phía trước tới này bạn nhìn ha, đó thì cái phần ngoài da này, mỡ dưới da, tiếp đến nó sẽ là cái phần cái mạc đáy chỗ nông đấy, nó sẽ phủ sát như vậy ha, từ đây. Còn ta lấy đi thì nó đến cái lớp tiếp theo ha, là cái cơ đây, nên cái hình này ta nhìn từ phía trước tới ha. Đó. Cái này cái có cái dương vật thì người ta kéo nó ngồi lên trên đúng không, thì bạn thấy cái gốc của nó đây, ở đây chính là cái vật xốp, đây vật hang, cái cơ nó phủ ha, đây là cơ ngoài hang này, hai bên ha, nó bám vào dưới của cái xương mu này, xương vệ đấy, dưới trước ha, và đây là gốc của vật xốp, cơ hành xốp ha. Và ở phía này thì các bạn sẽ nhìn thấy được chỗ này ha, chính là trung tâm gần đáy chậu đây, và đây nó chính là cơ ngang đáy chậu nông, hai bên nhé, hai bên ha. Hình này hình trong Atlas đấy các bạn, mình lấy ra để nhắc lại các bạn thôi, các bạn có qua rồi đúng không, ít nhiều các bạn có xem ha. Rồi thì đó, ở dưới này tiếp theo nó là cái mạc hoành nhũ dục dưới ha. Đây là cái phần đáy chậu trước đấy các bạn nhé, đấy từ trước đây đang ta nói thế này, đang nói là đáy chậu trước ha. Rồi cái hình này thì các bạn sẽ thấy cái gì tương tự ha, sâu hơn một chút thì các bạn sẽ thấy được cái qua cái phần này là của cái cơ cái đánh khoang đáy chậu nông này ha, bây giờ các bạn thấy không. Rồi giờ sâu hơn nó sẽ đến cái khoang đáy chậu chậu sâu ha, thì chúng ta nhìn lại cái hình này này, hình này nha, đây hình này á, thì chỗ này từ đây trở lên nó sẽ là của khoang đáy chậu sâu ấy các bạn, đó đây ha, giới hạn chỗ này này đó. Đây là khu vực khoang đáy chậu sâu, thì trong khoang đáy chậu sâu nó chứa hoành nhậu dục ha, và cái tuyến hành nhậu đạo đúng không. Tuyến hành nhiều đạo ha. Rồi thì như vậy hình này ha, hình này tiếp xem sẽ là cái cơ ngang đáy chỗ sâu đâu, thấy không, đây cái cơ ngang đáy chỗ nông ở bên ngoài đã cắt cái lớp nông như rồi này, đây nông đây nhá, thì sâu đây, đây là cái phần sâu hơn này, nó chính là cơ ngang đáy chỗ sâu ha. Rồi tiếp theo ở phía trước nó sẽ là cái phần cơ thắt nhiều đạo ha, nó cơ thắt nhiều đạo nó là cái cơ có rất nhiều sợi các bạn ha, nó giống như cái bản rộng á, các sợi nó chạy ha. Đấy. Nó nối với bên kia, bên này nếu mà cắt đi sâu vào nó cũng vậy nha các bạn ha, nối bên kia ha, cái thắt niệu đạo. Ở đây sẽ là cái phần như các bạn nghe ha, đó là trung tâm gần đáy chậu đó, đúng không? Tiếp các bạn là chưa học lý thuyết ha, chúng ta hơi thiệt thòi trong cái phần này. Thì đó là hình chúng ta nhìn từ phía dưới ha, còn đây là cái hình chúng ta nhìn từ phía trên, người ta mô phỏng đây, ví dụ hỏi đây các bạn ha, cái hình này là mô phỏng cái gì các bạn biết không, số 1, số 2 chúng ta biết cái gì không, đây là cái khung một nửa của cái khung chậu ha, đây là cái xương cùng này, bạn đang nhìn từ phía
ở phía ngoài, phía trước ngoài nhìn vào phía sau trong bên kia đấy. Đây là cái sinh chậu, nhìn từ phía trong, phía trong ra thành trong của nó ha. À, thì đây chính là cái phần của cơ đáy chậu, ta nói sau nhé. Còn cái số 1, số 2 đấy, ta biết là gì không? Dạ hành liệu dục có thầy. Đúng rồi, số 1, số 2 này á, cái số 1 nó chính là cái gì? Cái khoang đáy chậu sâu, và bên trong nó chứa cái cơ đó, chúng ta gọi là hoành niệu dục ha. Đấy. Ở trong nó có cái cơ thắt niệu đạo và cơ ngang đáy chậu sâu ha. Rồi, cái phần số 2 chỉ đó chính là cái gì? Cái Dạ mạc, mà hoành niệu dục dưới đấy nha. Yeah. Đấy, ở đây là cái khung chậu của nam thì nó mô phỏng như vậy ha, các cái lớp đây là các cái lỗ ha, lỗ hậu môn, lỗ tiểu không? À, đây là khớp mô khớp vệ này. Đây là phần cơ ha, tiếng nó nói cơ này, đây cũng vậy ha. Đây bạn hiểu nó, ta phóng đại cái đó lên đó. Đây là cơ ngang đáy chậu sâu này, đây chính là cái cơ thắt niệu đạo ha. Đây là cái khoang khoang đáy chậu sâu đây, thì cái thành phần này người ta gọi là hoành niệu dục ha, những thành phần cơ này. Mà nếu mình gọi chung nó là hoành niệu dục ha, còn hoành là ngang bạn ha, niệu là tiết niệu, sinh dục của sinh dục, dục của sinh dục ha, tức là cái phần nó chắn ngang đi qua cái phần tiết niệu của sinh dục ha. Đấy. Thì chỗ này số 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 7, số 8 này là ta mô phỏng cái ống cái đường niệu đó các bạn ha. Đấy. Cái niệu đạo đấy ha, niệu đạo. Chỗ này là ngang với niệu đạo gì các bạn? Theo các bạn thì nếu mà chỉ ở số 8 này niệu đạo mình gọi là niệu đạo gì? Các bạn suy luận được không? Đố các bạn biết nó đi qua nó ngang với niệu đạo gì đấy? Dạ nhiều đó mày. Đúng rồi ha, rồi màn. Rồi bên ngoài thì ta nói cái cơ các bạn ha. Cái cơ của thất niệu đạo này nó không không có nhiều quan điểm khác nhau các bạn. Có một số người ta nói là nó không, cái cơ này nó không phải là một cơ vòng ha, mà là những cái sợi nó đi qua thôi. Có một số tài liệu mà ta vẽ nó hơi vòng, tức là có thể nó có một số sợi nhỏ ha. Thì bạn hiểu số 7 nó sẽ cơ thất niệu đạo ha, số 8 nó là cái niệu đạo màng đấy ha, còn số 2 nó là cơ ngang đáy chỗ sâu nhé. Ở đây cái này nó liên quan với hệ sinh dục ha, cái này các bạn quan tâm vài chi tiết thôi. Đây. Chỗ này là cái chỗ cái hình này thì nếu mà chỉ đây á, nếu mà chỉ số 2 thì bạn nói là cơ gì? Cơ gì các bạn? Dạ, cơ nghe lấy chỗ nào. Đúng rồi, cái trung tâm ha. Số 3 thì chúng ta biết trung tâm gần đáy chậu ha. Còn các chi tiết còn lại thì dễ là đúng không? Hành xốp ha. Cơ hành xốp và cơ ngoài hàm. Đây là cái đường giữa ha, giữa của cái hành xốp. Và trên cái thì chúng ta không nói ha. Đó, đi vào cái hệ sinh dục rồi nha. Đó là phần cái đáy chậu trước của nam đó các bạn ha. Đấy. Đó, cái đó chúng ta có thể gọi là cái phần trước là tam giác niệu dục đấy, nó ở nam giới ta. Còn đây là hình các bạn sẽ nhìn cái đáy chậu ở nữ ha. Đó, đây là mặt cắt đứng dọc ở theo đường giữa thì các bạn thấy ha. Trước này sẽ là cái khớp khớp mô của vệ đã biết rồi ha. Sau này là cái phần xương xương cột nha, nối tiếp xương cột xuống đây. Rồi, đây cái phần tô màu đậm á. Tô đậm đó chính là phần đáy chậu ha. Đáy chậu của nữ, đúng không? Đấy, từ xương mô đến xương cột, đúng không? Đấy, quan tâm tới cái đáy chậu trước, tức là từ cái hai cái ụ ngồi này, bạn thấy không? Đó, ụ ngồi đáy trước này ha. Thì đó chính là cái vùng đáy chậu trước này. Ở nữ giới chúng ta. Vì nó liên quan hệ sinh dục tiết niệu, người ta gọi là tam giác niệu dục cũng là nó nhé. Thì nó sẽ giống như ở nam giới chúng ta, ngoài cùng nó sẽ là da đúng không, rồi có mạc đáy chậu nông, rồi khoang đáy chậu nông cái này nó ở bên trong cũng có cơ ngang đáy chậu nông, cơ ngồi hang, cơ hành xốp. Thì cái chỗ này ở nữ chúng ta nó hơi khác vì cái phần chỉ dục á, cơ ngồi hang thì nó sẽ nhỏ hơn ha, còn cơ hành xốp thì nó cùng vật xốp nó bị chia đôi ra ha, cái lỗ nó sinh đẻ đấy, nó chia đôi hai bên, nó nằm ở hai bên ha, hai bên, chứ nó không còn khối như ở nam giới chúng ta. Đấy. Nó hơi khác ở nam ở chỗ này. Rồi cái mạc hoành niệu dục dưới cũng tương tự ha. Rồi cái khoang đáy chậu sâu, rồi cũng có cơ ngang đáy sâu, chậu sâu và cơ thắt niệu đạo ha. Thì ở chỗ nam giới chúng ta cái cơ này là một phần nó phủ lên cái tuyến tiền liệt, một số sợi ha. Các bạn đọc trong sách ấy, một số sợi thì ở nữ giới thì nó phủ lên cái cấu trúc bên trên của cái âm đạo ha. Đấy. Đó là cái sự khác biệt một xíu. Rồi. Trên là hoành niệu dục trên ha, rồi bên trên nó sẽ là cái cấu trúc
ở phía sau nó tiếp tục ha, nó cũng là cái phần trung tâm gần đáy chậu ha, đáy chậu. Rồi ở phía trên là cái hoành chậu hông giống như là nam ha, tương tự. Nói chung là các cái tên cơ bản nó giống nhau ha, nó chỉ khác nhau chi tiết cụ thể thôi. Ở đây là hình các bạn cũng đã xem ha, mình cũng lấy từ Atlas các bạn coi ha, xác định lại cho các bạn thôi. Cái hệ này thì đây là vùng đáy chậu nữ ha, chỗ này nữ này. Thì người ta mô tả tương đối các bạn, người ta nó cũng không, thực ra thì cái hình này là một hình mà mô phỏng tính chất. Chứ nếu các bạn tinh ý thì các bạn sẽ nhìn ha, lúc đầu bạn nghĩ là nữ nhưng mà có một chỗ khác thì nó lại không hẳn là nữ. À, thì chúng ta cứ đầu tiên coi là nữ đi các bạn nhé. Ở đây là da này, mỡ da ha, và đến vào trong hơn thì nó sẽ là cái cấu trúc của cái mạc đáy chậu nông, các bạn thấy không? Đó, cái mỡ này. Nói tiếp ha. Bên này cũng vậy, bên này cắt sâu hơn rồi nha. Cái mạc đáy chậu nông bên này cắt đi rồi. Đây. Vào đây ha. Thì chúng ta sẽ có cái cơ ngồi hang này, nó sẽ bên này là cái âm vật đây, nó chạy bên này thì cơ nó phủ đây ha. Và bên này hai bên nó sẽ là hai cái bên này này, của cái bên này bị ấy ha. Nó cắt nó còn ở bên ngoài, cái này sâu hơn này, bóc tách sâu hơn đó. Thì cái này nó sẽ là của cơ hành xốp ha. À, chúng ta gọi là hành tiền đình ở nữ ha, nó cắt đi vào trong sông sâu đúng không, chứ không gọi là vật xốp nữa nha. Chúng ta nhìn thì khác các bạn thấy ha. À, thì đối với cái khoang đáy chậu nông ở nữ phía trước nó có chi tiết như vậy ha, hay khác ha. À, và đây sẽ là cái phần của cơ ngang đáy chậu nông ha. Rồi tiếp theo ha, chúng ta sẽ thấy đây bên sau hơn, bắt đầu nó đến cái mạc hoành dưới, tức là cái bắt đầu đi qua đây nó sẽ vào cái khoang đáy chậu ha, chậu nông đấy đúng không? Này. Thì cái này các bạn sẽ nhìn thấy ha. Đó, cái hình này thì ta thấy được cơ hành bên này nông hơn này. Bên này nối tiếp của kia ha, giống lại cơ hành xốp. Rồi, câu ngoài hang đây ha. Và bên này cắt cơ hành xốp đi thì các bạn thấy cái hành, cái này giống mặt xốp của nam ha, gọi là hành tiền đình nha. Và đây là cái tuyến tiền đình lớn, thế là đâu phải sinh dục rồi nha. Mình nhắc lại thôi để chúng ta xác định cái khoang đấy trong nông ha. À. Đây là cái phần nằm trong khoang đấy trong nông, đúng không? Rồi, thì cái hình này tương tự ha. Chỗ này ấy, là phần của khoang đáy chậu nông này các bạn, đúng không? Đấy, cơ ngang đáy chậu nông này, cơ hành xốp, cơ ngoài hang đây. Và bên này cắt sâu hơn thì bạn sẽ hiểu bên này nó nằm ở lớp sâu hơn nhé. À, thì đến đây nó sẽ là cái phần của khoang đáy chậu sâu ha. Chúng ta sẽ có cái sau này là cái phần cái cơ đáy, cơ ngang đáy chậu sâu ha. Cái này người ta cắt nó hơi già một chút nữa các bạn. Bạn thấy người ta vẫn tô nó khác màu hơn xíu ha. Đó chính là khoang đáy chậu, cái cơ ngang đáy chậu sâu ha. Trước này là tiếp tục là cơ của thấp niệu đạo ha, đó đấy đó. Các sợi ngang nó sẽ đan các sợi bên kia nha. Đây là cái đường niệu đạo ha, đó. Thì đó là cái khoang đáy chỗ sâu ha. Cái này các bạn tìm hiểu kỹ, đọc kỹ lại cái khái niệm về tam giác đáy chỗ trước, đáy chỗ sau ha, rồi khoang đáy chỗ đông, đáy chỗ sâu ha. Rồi thì đó là ở nữ ha, cái khoang đáy chỗ sâu có hai cái cơ chủ yếu ha, và trung tâm gần đáy chậu cũng giống như hình kia thôi. Cái hình này tương tự như cái nãy ha, thì này đây mũi tên chỉ thôi. Số 1 là khớp mô khớp vệ đúng không? Số, nếu mà số 2 thì bạn nhận nó là gì? Hai chỉ vào cơ đấy bạn ha. Biết rồi đúng không? Số 4 ha. Số 4 trả lời là gì? Cơ hành xốp. Đúng rồi, tương tự ha, số 5. Dễ đúng không? Rồi, cái này thì cũng là cái hình người ta mô phỏng ha. Thì bạn sẽ thấy đây là cái cơ ngang đáy chậu gì các bạn? Đây là khoang đáy chậu sâu rồi đó, đúng không? Mà hoành niệu dục dưới này, khoang đáy chậu sâu ha. Đây là cái phần của cơ thất niệu đạo ha. Nào, phía sau số 2 nó sẽ là của cơ cái gì các bạn? Cơ ngang đáy chậu sâu. Đúng rồi, ngang đến chỗ sâu ha. Số 1 nó sẽ là cái ống âm đạo sinh đẻ đúng không? Số 2, số 8 sẽ là ống niệu đạo. Và đây là người ta mô tả các sợi cơ đấy các bạn ha. Cơ thất niệu đạo đấy. Người ta còn chia ra các cái sợi thì nó, cái này nó không quan điểm, nó cũng còn nhiều quan điểm các bạn nha. Cái này nó tương đối thôi. Thế các bạn hiểu ha, nó là những cái cơ đấy, là cơ thất, cơ nén hay gì đó, vân vân đúng không? Rồi.
chúng ta sẽ lướt qua cái chỗ sau nhé các bạn. Này chúng ta nói nửa trước là đáy chỗ trước thì đáy chỗ sau nhé các bạn ha. Từ hai cụ ngồi ra phía sau phía xương cột ha. À, thì cái đáy chỗ sau này chủ yếu nó là cái phần nó chứa cái phần hormone ha, người ta gọi tên là hormone đấy, là phía sau đó ha. Đây chúng ta lấy đi ha. À, thì ở sau này các bạn thấy đây là hình chúng ta nhìn là mà cắt đứng ngang, nhưng mà cái hình này bạn nhớ là cắt ở phía sau nhé. À, đấy ngang với trực, đây là trực tràng hormone này. À, thì các bạn thấy là mặt cái ống hormone tràng ha. Cái này chúng ta không nói nhiều về cái này, ta muốn nói về cái xung quanh này nha. À, cái lớp này từ ngoài vào trong ha của cái đáy chỗ sau đúng không, đáy chỗ sau thì chúng ta sẽ thấy là cái phần cuối của cái trực tràng đúng không, thì trực tràng nó đúng là thuộc hệ tiêu hóa, chúng ta không nói nhiều, các bạn học hệ tiêu hóa chủ yếu ha, chúng ta cũng có lướt qua một xíu rồi. Tiếp nối với cái cuối trực tràng là sẽ là cái ống hormone nó thông ra ngoài nhé, ra ngoài, và ở bên ngoài thì nó sẽ có cái gì, bên ngoài nó sẽ là cái phần cơ thắt ngoài hormone ha, còn cái ống hormone này sát thành của nó thì nó sẽ có cơ thắt trong hormone đúng không, cơ thắt ngoài ha. Rồi ở trên này thì là cái phần chúng ta gọi là cái hoành chậu ha. À, cái hoành chậu. À, hoành chậu nó giống như một cái bức bức chắn ha, ở phía dưới cái sàn người ta hay gọi sàn chậu đấy. Trong y học người ta phân chia cái này thì một cái phần người ta gọi là sàn chậu học, tức là một giống như một cái chuyên ngành riêng đó các bạn ha. Cả cái vùng đáy chậu là sàn chậu đấy. Thì cái hoành chậu là phần chính ở phía trên nhé các bạn, hoành chậu này thì nó được cấu tạo gồm có hai phần chính của nó là cái cơ nâng hậu môn và cơ cụt ha, để có cái mạc nó bao phủ phía trên và phía dưới nó nha, nó giới hạn. Còn ở phía hai bên này nó sẽ giới hạn cái khoang rỗng các bạn ha, khoang rỗng này nó chứa từ ngoài vào sẽ có da, có mỡ ha, chủ yếu là mỡ để có mạch máu thần kinh ha. Đấy. Thì chúng ta sẽ lướt qua cái ở đây cái hố của trực tràng này, chúng ta nhìn cái thành phần bên trong của nó có những cái gì ha. Thì đối với hố của trực tràng chúng ta quan tâm tới ha. À, thứ nhất là cái hố này ở trên nó sẽ là cái cấu trúc của hoành chậu hông này. Đấy. Rồi cái dưới nó sẽ là cái vùng da của vùng hormone ha. Thì ở người trưởng thành chúng ta nó thường có mọc lông ha xung quanh đúng không? Rồi đó, cái khoang rỗng này nó chính là cái hố ngồi ha. Hố trực tràng nó nằm hai bên ha. Nó là cái bọc rỗng các bạn, nó lớn ha, nó thông có thể thông từ sau ra trước luôn ha. Đúng một cái ngách ăn sâu vào ha. Và đây là cái nơi mà nó có sau này nó hay có thể bị nhiễm trùng hay gì đó ha, nó có thể đục rỗng ha, cái ổ nhiễm trùng nó lan rộng ra các cái khoang này, nó lan vào các cái ngách ha, và nó sang bên kia, nó tạo ra những cái đường thông rất là phức tạp ha, người ta gọi những cái lỗ lươn không, đấy. Nó chui ở trong giò, người ta giò hormone đấy ha, nó có thể đục thủng cái thành hormone ra chúng ta là và thông từ trong ra ngoài luôn, đấy. Như cái đường hầm ha. Ở bên nên cạnh chúng ta có thể ngoài cái xương chậu ra thì các bạn nhớ nó có cái cơ bịt trong ha. Đấy, đây là cái mặt trong của cái lỗ bịt ở phía trên các bạn ha. À. Đây là cái phần xương chậu ha. À. Đây là cái lỗ bịt, cơ bịt trong nó sẽ bịt ha. Mạc vào cơ bịt trong rồi. Bên trong nó thì bạn quan tâm thì cái bó mạch ha. Nó có cái bó mạch thành kinh bịt này. À, cái thành kinh thẹn ha. Nằm đây ha. Nó sẽ nằm sát thế này. Đấy, và nó có mạch máu ha và thần kinh. Ngoài ra thì ở dưới này cũng có những cái tổ chức thần kinh ha, nó đi xuống dưới này chi phối vùng này. Đây là cái thành phần ha của trong cái hố mổ trực tràng các bạn nhớ nha, chỗ là mỡ ha, bên thành có thành chậu hông, rồi có bên ngoài thì có cơ mạc cơ bên trong và có ống thẹn ha, dưới là cái vùng da hậu môn. Đấy. Thì dưới nó là cơ thắt ngoài hậu môn mình nói rồi nha, phần chia ra ha, phần giữa phần sâu gì đó vân vân ha. Thì đây là cái hình các bạn nhìn lại ha, đấy này ta đang nhìn cái hố chậu từ trên xuống ha, cái khoang rỗng nào theo đó. Cái này nhìn từ ngoài vào thì đây nó sẽ là cơ mông lớn này, đây là cái cột ha, đây là cái lỗ hậu môn và đây là cái cơ của hoành chậu đây, thì các bạn thấy là nó cái khoang rỗng này đang ngách ăn sâu vào ha, lòng khoang ăn từ cái bờ sau của cái hoành chậu dục ha. Đấy. Từ đây chính là cái đáy chỗ sau đó, nhưng mà cái ngách cái hố ngồi tràng nó có thể thông ra trước ở phía trên ha, nó ngầm ha, nó ăn ngàm ra phía trước không, nếu mà cái ngách khe ha, bình thường nó có thể hẹp, nhưng mà khi có những cái dịch cái ổ áp xe nó động lại ha, cái dịch mổ nó động lại thì nó có thể tạo nên cái khối ha, choán chỗ nó đẩy rộng ha,
làm cái khe rộng ra thì làm cái khoang nó rộng lên, đúng không? Rồi, thì các bạn hiểu chỗ đó ha. Rồi ta lướt qua một cái thành phần nữa là cái cơ thắt ngoài hậu môn ha. Này, các bạn nhìn ha. À, thì cái này đúng là chúng ta học hệ tiêu hóa nha. À, đây là thành của trực tràng ha, đây là hậu môn đó. Chúng ta sẽ có cái phần cơ ha. Cơ cơ thắt trong hậu môn là do thành của cái ống của cái trực tràng nó dày lên, các cơ này ha, cơ dọc nó dày lên, cơ nằm dọc theo ở cái thành của ruột già nó dày lên ha, trực tràng dày lên. Còn cơ thắt ngoài đó là phần nối tiếp ở cái phần thành chậu cơ nâng hậu môn xuống ha. À, chúng ta có phần nông dưới da, nó có những sợi ha, sát ra già luôn, kéo sát ra ngoài da, và phần nông ha, nối tiếp, và phần sát ở trên là phần sâu, chia ra các cái phần như vậy ha, và nó chỉ đạo của những thần kinh khác nhau ha. Nó cũng hoạt động rất là tinh tế các bạn ha, nó giống như một cái van, nó đậy ha, nó không cho cái chất thải nó đẩy ra ngoài, nhưng mà trong một số trường hợp áp lực quá lớn thì nó vẫn phải mở nha. Phần như là nó còn bán tự động, đúng không? Rồi, hình này thì các bạn sẽ thấy ha, đây là cái hình mà nhìn lại ha. Ví dụ như số 1, bạn có biết là cái gì không? Số 1 đây là cái xương chậu này các bạn, đây là cái gai ngồi này. À, thì các bạn nghĩ đây số 1 nó là gì? Cơ đây là cơ gì? Số 1 là cơ gì các bạn? Bạn nào nói coi. Bạn nào nói nó các bạn? Bạn nào tưởng tượng được không? Dạ cơ hành lê thầy. Đúng rồi, số 1 cơ hành lê nhé. À, số 2, nên số 2 là cơ gì? Dạ cơ cục. Đúng rồi, cái cột ta, cột là một phần của cái cơ nâng hậu môn đấy, đúng không? Rồi, tập số 3. Dạ cơ năng hậu môn. Đúng rồi, cơ nâng hậu môn ha. Cơ nâng hậu môn ta chia là cơ mô cột mô trực tràng ha. Cơ chậu cột đó, các bạn đọc nha. Số 4, cơ 4 là cơ bịt trong nha. À, mặt trong lỗ bịt cho các bạn này ha. Và có cái lỗ bịt đây. Đó, cái phần này nó tạo nên cái sàn chậu với các bạn ha. Cái đấy, cơ vùng đáy chậu đấy, gọi chung là sàn chậu ha. Rất tiếc các bạn chưa được học lý thuyết ha. Thì chứng tượng cái này nhìn nhìn dưới thôi các bạn ha, những cái này ở trên chúng ta biết rồi nha ha, phía trước này chúng ta nãy là nói rồi nhỉ, đúng không? Dễ dàng đúng không? Cái phía sau này này, cái hình này phía sau này chúng ta quan tâm đến số 6 ha, đó là cái cơ nhìn từ phía dưới của cơ nâng hậu môn ha. À, đây là hậu môn đúng không? À, cơ vòng hậu môn đây, đây là xương cột ha, đây là cái ngành ngành dưới xương mô này, ngành xương ngồi ha. À, đây là cái dây chằng cùng cũng ngồi nha. À, hai bên giới hạn ha. Còn phần này nãy tao nói rồi ha, hành xúc rồi hành tiền đình ha, rồi âm vật đó vân vân ha, từng nói rồi đúng không? Cũng vậy ha, nam giới chúng ta tương tự như vậy ha. Tương tự ha, người ta nhìn thì các bạn thấy cái không gian ha của cái đấy, cái hố ngồi chạc đấy, nó sẽ nằm ở ra đến cái khoang này ha. Đấy, nó, bạn thấy nó có cái khoảng cách này, đó là cái ngách ăn ăn thông là trước đấy. À, đó mai mốt chỉ đây các bạn trả lời được không, chắc nhiều bạn biết hết đúng không? Đây là cái hình một vài cái liên quan ở cái vùng cái chậu này ha, thì chúng ta có vài chi tiết của thần kinh như các bạn. Thần kinh thì đây là cái thần kinh này là thần kinh của chuỗi kinh thực vật này các bạn này ha, thần kinh tự chủ đó ha. Cái phần là trung tâm của giao cảm, phó giao cảm đấy ha, không phó giao cảm ha, các hạch, cái chuỗi hạch ấy. Nó trung tâm của nó thì nằm ở trong tủy gai ha, còn đây là những cái hạch các bạn ha, chuỗi hạch đúng không? Đây là cái đám rối của
thắt lưng cùng ha, đúng không? Đó. Thì chỗ này là những cái hạch, là những cái rễ, cái sợi ha, niên hạch đó. Chỗ này chúng ta quan tâm số 3 là cái thần kinh ngồi nha, số 4 nó là cái thần kinh vị thẹn ha, nó liên quan đến cái chi phối ở dưới ha. Đây là cơ hình lê ha, đây là cái cơ cụt này ha, cơ nâng hậu môn, đúng không? Chúng ta nhìn ở một bên ha, các bạn nhìn ở một cách đứng dọc đó thì các bạn thấy ha, chỗ này tiếp tục như vậy thì đây các bạn thấy chỗ này nó chính là gì? Nếu chỉ đây thì bạn trả lời là gì? Chỗ cái voi chỉ các bạn. Ta trả lời là gì các bạn? Đây nó chính là khớp mu này các bạn, ha, đây là xương cột ha. Thì chỗ này nó chính là gì? Là cái khoang đáy chậu đó các bạn ha, khoang đáy chậu sâu này, hoành nhậu dục này, đúng không? Đó. Đây nó sẽ là cơ nâng hậu môn này, đây là cơ cụt ha, cơ bị trong. Ừ. Thì chỗ này nếu chỉ ở đây thì bạn trả lời là gì? Cái boy chỉ các bạn. Thần kinh bịch. Đúng rồi, nghi bị đi qua lỗ bịt ha. Rồi đến trên này thì nó sẽ là cái mạch máu ha. Mạch máu thì chúng ta sẽ có số 7, chúng ta biết rồi gì chưa? Số 7 nó trên là gì các bạn? Nếu chỉ số 7 các bạn trả lời là gì? Động mạch cảnh chung. Mạch chậu ha, chậu chung. Rồi số 6 nó sẽ là gì? Chậu ngoài ha. Số 5 là chậu trong, đúng không? Chậu trong thì nó chỉ đi vào vùng chậu này á thì chúng ta sẽ có cái ngành 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 sau, ngành trước ha. Đây. Ngành sau đây các bạn này ha. Này. Cho cái nhánh ha. Cái động mạch mông trên này, số 3 là mông trên nha các bạn. Để cho cái nhánh cùng cùng bên đây ha, các cái nhánh ha, cùng bên. Đó. Số 2 các bạn. Nó đi vào cho các bỏ cái cơ ha, cái lỗ ha, chi phối nuôi dưỡng thần kinh ha. Đây. Và số 1 thì nó chính là chậu thắt lưng ha, cái nhánh nó đi lên nó chi phối nên ta ít nói tới cái này ha. Thì đó là còn chỗ này nó sẽ là đám rối thắt lưng cùng ha, đúng chưa? Đấy. Cơ hình lê ha, khuyết ngoài lớn đấy, đây là gai ngồi ha. Rồi cái này cũng vậy, đây thì chúng ta đây người ta lại nói tới cái ngành trước. Ngành trước thì chỗ này hơi phức tạp. Nếu mà chỉ số 1 thì các bạn sẽ nói là gì? Gì các bạn? Ngành phía trước của nó ha, đó ngành trước đó các bạn, thì nó sẽ cho cái đây rất nhiều, nhiều nhiều nhánh ha. Cái nhánh số 2 nó sẽ là gì? Số 2 nếu mà chỉ số 2 bạn nói là động mạch gì các bạn? Số 2 nó sẽ động mạch mông dưới nha. Và chỗ này thì chúng ta sẽ có gì? Cái nhánh số 8 á, số 8 thì biết là gì không? 8 đây là cái di tích của động mạch nó bị tắc các bạn này. Động mạch tắc biết là động mạch gì không? Dạ, động mạch rốn. Đúng rồi ha, động mạch rốn ha, cái phần tắc rồi, còn cái phần còn lại nó cho cái nhánh vào bằng quang ha, bằng quang trên. Số 6 nó sẽ nhánh động mạch bằng quang trên ha. Rồi số 7 chúng ta trả lời là gì? Là động mạch bịch. Đúng rồi ha, số 7 bịch ha. Số 5 này, số 5 nó sẽ số 3 với số 5 á là cái nhánh của trực tràng ha. Bàng quang với trực tràng ở giữa, bàng quang ở phía dưới ha. Còn số 3 là nhánh của đáy chậu ha. Số 4 là các bạn sẽ được nhắc nhiều này. Số 4 là gì? Biết không? Muốn đi ở đây chúng ta biết là gì không? Bên này nó sẽ là phần của cái phần động mạch gọi là động mạch thẹn nữa các bạn nha, mạch thẹn ha, nó chi phối cái vùng sinh dục đó ha, vân vân các nhiều cái nhánh khác. Rồi thì đó là một số cái nhánh ha của cái động mạch có mạch chậu này nha. Đây dưới này là cái cơ đăng hậu môn, đây là cái lỗ của hậu môn này các bạn này, đúng không? Thì nói chung là cái
phần cơ mạch máu nó như vậy ha. Tương tự cái này nó thuộc hệ sinh dục rồi nha. Thế này thôi nhé các bạn, hình này thôi nha, hình này các bạn coi lại ha. Chúng ta chắc được hướng dẫn cái này rồi nha, không? Nhiều thì cái này các bạn quan tâm tới cái này này, đó. Cái này là hành động dục đấy các bạn, không? Yeah. Đấy. Đây là trung tâm gần đáy chậu này nằm đây nha, ở nữ ha. Và nam cũng vậy, đây là hành động dục ha. Thầy ơi, nếu người ta chỉ vô đó, người ta nói thì mình ghi là hành điều dục hay mình ghi là khoang đáy chậu sâu thầy? Nếu mà người ta hỏi là khoang nào thì em chỉ lời trả lời khoang đáy chậu sâu. Hỏi chi tiết thì em nói là hành điều dục. À. Ừ. Hoặc là em có thể trả lời cái như mình thì mình vẫn cho điểm, nhưng mà người khác thì người ta có thể hỏi cụ thể hơn. Người ta hỏi khoang nào thì em phải trả lời là khoang đáy chậu nông hay sâu, chưa? À. Còn người ta trả lời hỏi chung thì mình trả lời chung chung, người ta hỏi chi tiết thì mình phải trả lời chi tiết, tại vì có một số chi tiết nó cấu trúc nó nằm ở trong, nó chứa thành phần bên trong, người ta hỏi chi tiết thì mình phải muốn có điểm cao thì mình trả lời theo chi tiết. À. Còn mình trả lời chung chung thì nó vẫn có điểm nhưng mà chắc là không được tuyệt đối, đúng vậy. Đó, hỏi khoang thì mình trả lời khoang nào ha, chứ không hỏi khoang nào mà em hỏi em trả lời là khoang nhậu dục không, là coi những câu nó không có điểm luôn nha. Người ta hỏi chi tiết gì á, em trả lời khoang em có thể có điểm, à, có thể thôi. Còn mà hỏi khoang em trả lời chi tiết khác thì nó lại ngược lại. Đó, cái nên có khi các bạn phải chú ý câu hỏi nhé các bạn. Người ta hỏi gì mình trả lời cái đó. À. Có thể người ta hỏi cái gì đi qua đây, bạn phải trả lời được chi tiết, tên chi tiết đi qua đây, chứ bạn hỏi trả lời cái mà cái lách lách đó là cái gì thì ví dụ ha, thì bạn không có điểm, đúng chưa? Đó. Ở đây là các bạn xem cái đáy chậu hoa, cái này chúng ta biết rồi ha. À chưa, các bạn học lý thuyết mà. Và cái đáy chậu, cái trung tâm gần đáy chậu này, các cái cơ nó giao nhau ở đây ha. Khi mà người phụ nữ sinh em bé đấy, đúng không? À, thì cái này nó hay bị rách cái cơ đó. Các cơ giao nhau, các thớ cơ đó các bạn. À, nó là giống như nó dễ bị xé lẻ ra ha. Và vì nó xé ra như vậy thì nó sao? Ngay bị những ở phía cái phần khác, ở phía sau đó đấy, bên bên kia thì nó lại cái hướng của nó khác ha. Và nó dễ bị toác rộng, đúng không? Bị toác bị rách. Rách ra thì nếu mà bạn biết là với cái sàn trụ nữ mà cái này nó vỡ, nó rách ra thì nó sẽ rất, sau này nó rất là yếu và nó rất là nguy hiểm ha. Nó gây những cái tai biến có thể là viêm, giò gì đó vân ha, rất là phức tạp đúng không? Nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người phụ nữ. Nên mà khi đặc biệt là những người mà sinh con so ha, sinh mà con lớn thì người ta ước lượng thai mà người ta có thể can thiệp. Đây là cái vị trí người ta có thể tránh cái vị trí trung tâm gần đáy chậu này, rách ha, người ta cắt, chủ động cắt bên này để cho nó rách ở bên này ha. Là à, và sau đó người ta khâu lại. Ở đây là cái vị trí thuận lợi ha. À. Bên này được không các bạn? Bạn nghĩ bên này được không? Đây là vị trí này người ta gọi là 7 giờ đấy các bạn ha. Khoảng 7 giờ. Theo cái đồng hồ ha, tưởng tượng đây những cái mặt đồng hồ ha, đây là 7 giờ. Nếu mình cắt ở 5 giờ được không các bạn? 4 5 giờ được không? Bên này này. Theo các bạn có cắt được không? Tại sao ở bên này mà không ở bên này? Bên này có được không? Được không các bạn? Được không? Mày nghĩ được không các bạn? Bạn nào nói thì coi. Nếu mà cắt ở 5 giờ được không? Nếu so sánh mấy cái mặt đồng hồ ấy, mình cắt ở vị trí 5 giờ được không? Vạch ra vị trí 5 giờ được không? Vạch mặt cắt mở, người ta gần cái này chi tiết chính xác người ta gọi là mở tầng sinh môn nha. Được không các bạn? Đó, cái này gọi là suy luận đấy ha. Theo cái nguyên lý bình thường thì chúng ta có mở đây được không? Dạ thầy, em nghĩ là không, vì sao không đặt cái đó em thì đặt cái đó thì nó lại đi, nó khi mà đẻ, khi mà sinh
sinh ra thì nó lại đi, nó không đi không đúng cái đường này. Đường gì? Em nghĩ là em không rõ lắm, là thích theo cách của em thôi. Ok. Nó đi không đúng cái đường. Đường gì? Nếu mà em nhớ đường gì? Cái này đường rạch cho đường mở thôi mà. Hả? Cái mục đích mở đường, phải mục đích của mở đường mở ra để nó khỏi rách vào cái trung tâm gần đến chậu ở giữa thôi, đúng không? Mình tránh trung tâm gần đến chậu là ok rồi, đúng không? Hai bên này mình nghĩ là mở được giống nhau được các bạn. Nhưng bên này bạn biết gì sao không? Bên này bạn suy ra cái động tác của người thầy thuốc, của người mà thực hiện cái thao tác này á, đúng không? Thì bạn thấy nếu mà người ta đứng, người ta thuận tay phải, người ta thường làm tay phải, đúng không? Đứng cắt tay này nó được ok, đúng không? Còn nếu mà đứng bên, bạn nhớ đứng ở bên ở phía bên trái bệnh nhân cắt sang phải nó có được không? À, cắt sang bên trái nó có được không? Nó có vướng không? Vướng cái đùi, đúng không? Cái này là thuận tay thôi bạn. Nên mình nghĩ là nếu mà đứng bên này cắt vẫn được. Theo cái cấu trúc thì nó đâu có khác gì đâu. Không khác hả? Hai bên phải trái nó không khác gì nhau nha. Nhưng mà cái này là thuận tay cho người thực hiện cái kỹ thuật đó. Người ta thường người tay phải, đúng không? Đúng chưa? Dạ, còn em thuận tay trái, em cắt bên phải, cắt bên 5 giờ, cái hướng 5 giờ này. Em mình nghĩ cũng không ảnh hưởng gì đâu, nó có ảnh hưởng gì đâu. Cắt ra để nó rộng ra để kéo cái đầu ra thôi mà. Không? Bên này hai bên cấu trúc cơ thể giải phẫu giống nhau mà. Sâu vào trong thì mình đến được cái thần kinh thẹn ở phía sau dưới cơ, đúng không? Còn đây thì không vấn đề. Mấy chung người ta tránh là trung tâm gần đến chậu này, đúng không? Đấy. Còn đây là thần kinh mạch máu rất là nhỏ ha, đúng không? Rồi, như vậy mình nghĩ là cái tay á các bạn, phần tay phải á, đúng không? Đa số chúng ta có tỷ lệ lớn lớn là thuận tay phải ha. Rồi cái này thì một vài cái hình ở trên xác ha, người ta phẫu tích lấy trong tư liệu ra đấy các bạn ha. Thì chỗ này là cái phần sinh dục, nó đây là cái cơ vùng hành xốp đấy các bạn này, đúng không? Hành xốp đây ha, số 7 đó là hành xốp nha, cơ hành xốp. Số 3 nó sẽ cơ ngoài hang ha. Số 4 nó sẽ là của trung tâm gần đến chậu ha. Được chưa? Nếu mà chỉ số 5 thì bạn trả lời là gì? Cơ thắt hậu môn ngoài. Đúng rồi, cơ thắt hậu môn ha, cái ngoài hậu môn đấy. À, đây là hậu môn. Số 8 thì ta biết rồi đúng không? 8 trả lời gì? Là xương cục. Đúng rồi, số 8 thì nhiều bạn sẽ hay bị nhầm với trung tâm gần đến chậu đấy nha, coi chừng nha các bạn. Nhìn qua nghĩ nó nằm ở giữa. Táo xương cột nha, số 4 là trung tâm gần đến chậu đấy các bạn. Và đây là cái hình thì sâu hơn có thần kinh ha. Thì người ta mô tả cái chỗ này, đây là cái hai cấu trúc của cái bìu với lại cái tinh hoàn này, thấy không? À, chỗ này nó là cái thần kinh ha, chi phối cho cái bìu, đúng không? Đấy. Thế này thì số 1 này là sẽ là cái của cái bật xốp đây, cơ hành xốp nha. Chỗ này á, số 5 này nó sẽ là của phần gì? Số 5 nó sẽ là của cái cơ ngang đáy chậu ha. Ngang đáy chậu nông sâu, phải không? Nông ha. Số 2 nó sẽ là của cái phần thần kinh thẹn chi phối cho cái vùng này nha. Đây là trung tâm gần đáy chậu này, thần kinh thẹn, đây nhánh thần kinh thẹn này. Rồi nhánh này nhánh cho trực tràng hậu môn ha, thần kinh. Là số 6 nó sẽ là của, số 6 là gì các bạn? Nếu chỉ số 6 bạn trả lời là gì? Giống như hình lúc nãy ha. Số như bạn nãy bạn Nam vừa nói á, bạn tên gì nhỉ? Số nó sẽ là của cơ thắt ngoài hậu môn đấy, đúng không? Số 7 biết không các bạn? Số 7 biết không? Dạ, cơ cục là cơ mông lớn. Mông lớn em. Cột nằm sâu trong nhá. Đây nó nằm, đây nó nằm ngoài này. Em nói cơ cột nằm sâu trong này, trong sâu này, trong sâu ấy chứ. Còn đây nó là cơ mông lớn đấy nhá. Rồi, cái hình này có một số chi tiết. Cái hình này thì nó liên quan với cái phần
sinh dục rồi. Hình này thì các bạn chỉ có quan tâm tới số 1. Số 1 thì bạn trả lời là gì? Nếu mà gì gắn được số 1 thì bạn trả lời gì các bạn? Nếu hỏi số 1 chúng ta trả lời là chi tiết gì, chúng ta trả lời sao? Dạ, xã xương cột này. Cột trên này mà em. Xương cột đây này. Đây hết xương cột rồi. Đấy gần da đâu mà, xương cột gì tương tới đây, đây là lỗ hậu môn này nè. À. Bạn có thấy nó đậm màu không? Vì các bạn. Dạ, phần dưới da của cơ thắt ngoài hậu môn phải không ạ? Cái này là cơ thắt ngoài hậu môn thôi em. Phần dưới da nó nằm tít đây nè. Đây đây nó là phần giữa với phần bắt đầu, giữa ở đây, giữa sâu rồi đó. Đây, phần đấy này, cái này người này nó cũng không, cái cơ này người ta cắt nó không phải giữa lắm nên nó không có tình khối hả, nên trên người cái này mình gọi là cơ thắt ngoài hậu môn thôi nha. Dạ. Với chỗ này nếu bạn thấy được chỗ này nó là trung tâm gân đáy chậu nha. Nè. Đây ha. Dạ. Yeah. À, còn những chỗ này chúng ta học sinh dục lò nha, mình không có nói nữa. À, nữ, nữ thì cái hình này thì số chi tiết ví dụ như số 3 là cái phần ở phía trước ha, phần gò mu đúng không? Số 1 đó là cái phần môi bé ha. Rồi. Số số 4 ha, số 4 là gì? Chứ nếu chỉ số 4 thì bạn trả lời là gì? Số 4 này nó nằm hơi ra sau một chút à. Tuyến tiền đình lớn. Đúng rồi ha. Số 4 tiền đình lớn, chứ ngoài này nó là cái cơ hành xốp này. Ha. Cắt vào nó là hành tiền đình ha. Rồi. Số 5 ha. Số 5 nó là vào cái phần của cơ ngang đáy chậu á, đúng không? Đáy chậu nông á, đúng không? 6 là cái nhánh thần kinh ha, chi phối cho cái vùng này. À, số 2 thần kinh ha. À, số 6 cũng vậy ha, thần kinh chi phối cái vùng hậu môn ha. Đây bên đây hai bên là cơ này, cơ mông lớn ha, đây là hậu môn nha. À, chỗ này này, đây sâu cái này nó là hố ngồi trực tràng như các bạn này, cái khoang này các bạn này, đúng không? À, con này hố ngồi trực tràng nha. Đang nhánh vào thần kinh thẹn ha, chi phối được cái phần này. Rồi thì hình này nó có vài chi tiết vậy thôi. Đây cũng vậy tương tự ha. Đây thì hình này thì cũng giống như hình nam ha, đây là cơ thắt ngoài hậu môn ha. À, còn chỗ này thì đây là niệu đạo âm đạo trực tràng ha, chỗ này thì chỗ này, cái khu vực này cái trung tâm gân đáy chậu này nó không rõ lắm các bạn nha, không rõ lắm ha, không rõ do cái xác người ta xử lý ha, nó co rút, nó không có, nó không có giãn, nó không có, nó giống như là bị khô teo lại ha, làm cho nó cái đó nó không còn kích thước giống như là hình mà mình xem ở trong những cái hình người ta vẽ ha. Nó thì ngoài mình thực tế nó vậy ha, còn những cái này của sinh dục thì thôi các bạn xem lại ha. Rồi thì đó, cái phần đáy chậu thì những cái phần nó chính như vậy, thì cái này các bạn nắm chủ yếu là các bạn về đọc lại và nhớ cái khái niệm các cái khoang ha, cái giới hạn đáy chậu trước, đáy chậu sau này, rồi hoành niệu dục, hoành chậu hông này, tam giác niệu dục này, những cái chi tiết, một số chi tiết các cơ nằm ở trong đó thôi. Giới hạn từ đâu tới đâu là thuộc khoang đáy chậu đông, từ đâu là khoang đáy chậu sâu ha. Rồi thì cái phần thực hành nhất mình trao đổi với các bạn tới đây thôi. Các bạn muốn trao đổi gì thêm không? À, dạ thầy ơi. Ơi. Thầy cho em hỏi là tại sao khi mình gặp trường sinh môn á thầy, là mình phải gặp 7 giờ với 5 giờ mà mình không gặp 2 giờ hay là 1 giờ hay? 2 giờ thì em nhìn lại cái cấu trúc ở bên đó, bên đó nó có rất nhiều cấu trúc ha. Em thấy không? Những cái cấu trúc xung quanh ở hai bên đó, ở phía 2 giờ, 3 giờ là phía trước đó.
nó có rất nhiều cấu trúc ha. Nếu mình đặt cái đó thì nó rất là, thứ nhất là cái chỗ này, cái chỗ mà cái chỗ này cái phần của cái phí mở, thế là phía trước nó là cái cấu trúc của đáy chậu á, ở phía trước nó khép, nghe không? Là có hình nào nó rõ hơn một chút ha. Mở ra phía trước thì ví dụ chỗ này này, bạn thế bạn mở đây đúng không? Đây đây chúng ta mới lấy chậu mở đây, là đây thì là mình tránh cái này đúng không? Thì ở bên này này, thì em thấy là cái khung chậu chúng ta ở phía trước nó hẹp lại đúng không? Được chưa? Hẹp lại, thu lại cái không gian này nó hẹp lại đúng không? Nó còn có niệu đạo rồi, ở hai bên nó có cái cấu trúc của cái hành xốp nữa đúng không? Còn là sau này bạn thấy cái góc này nó mở rộng ra này, thì mình cắt ở đây thì mình kéo giãn được cái này nó tốt hơn đúng không? Còn nó ra phía trước này thì nó sẽ hẹp hơn và nó rất là vướng với cấu trúc khác, còn vướng với cái phần của cái cấu trúc của cái phần khác nữa đúng không? Còn liên quan đến gì nữa? Tới điều đạo nữa, thấy không? Điều đạo cũng rất là một điều tế nhị nhé các bạn. Coi chừng chúng ta mà can thiệp không tốt nó còn ảnh hưởng tới cái việc đi tiểu của bệnh nhân, cũng mệt lắm đấy các bạn. Nhớ. Nên bạn thấy nếu mình mở ra phía sau này, chỗ này ra đây là một không gian, đúng không? Nó không có, nó hạ rất là ít tổn thương những cái thèm tiếp theo đúng không? Còn phía trước này thì nó đặc biệt là cái niệu đạo này, biết là kiểm soát đi tiểu nó, cái cơ nó cũng ảnh hưởng rất nhiều ha. Mình cắt mà không khéo nó tổn thương những cái sợi thần kinh nhỏ á, nó có thể, hoặc là cái cơ nó ảnh hưởng tới cái việc co thắt ha. Nên người ta đã chuẩn bị trước, người ta đã nghiên cứu ha, hoặc là cái trước của cái khớp này nó hẹp lại ha, thì cái không gian nó hẹp hơn, đã can thiệp nó không thuận lợi. Thứ hai là bạn cắt thì bạn cắt rất là khó ha. Nhưng mà đứng bạn cắt thì nhé, bạn ngồi xuống thì bạn ngửa lên bạn cắt thì sao, đúng không? Đúng chưa? Tư thế của người thầy thuốc á, đúng không? Em cái này em cắt 2 giờ bao giờ em phải hướng từ dưới lên đúng không? Em phải khòng tay dưới em cắt lên nó có khó, hay là em đứng ở dưới em cắt xuống nó dễ? Đúng chưa? Có rất nhiều điều kiện thuận lợi ha. Mình chọn cái dễ mình làm chứ đâu có chọn cái khó hơn, nó phức tạp làm gì? Đúng không? Đúng không bạn? Cảm ơn thầy. Rồi. Các bạn đọc thêm nữa ha. Thì các bạn cứ hỏi, cứ trao đổi thì có thể lúc đầu các bạn chưa suy nghĩ, chưa có suy luận ra cái vấn đề đó, thì các bạn cứ suy nghĩ suy luận rồi có thể bạn tự trả lời cho mình và khi bạn nghiên cứu. Việc đặt câu hỏi cũng là một câu chuyện rất hay các bạn ha. Vấn đề nó khơi mở rất nhiều. Bạn càng suy nghĩ nhiều thì bạn có câu hỏi chất lượng. Câu hỏi chất lượng của bạn thì được trả lời một cách nó chất lượng thì sẽ mở mang rất nhiều vấn đề ha. Và đó là nghiên cứu đấy.